Tự học writing luôn là một kỹ năng vô cùng khó. Và quan niệm chung của tất cả mọi người thì ai cũng nghĩ rằng là mình cần phải có một giáo viên, phải theo sát mình một cách chi li, sửa từng lỗi sai cẩn thận. Như vậy thì trình độ nó mới lên được. Và đây là một suy nghĩ rất sai lầm. Có rất nhiều cách để mình tự học writing. Bản thân thầy không hề có người dạy mà chỉ tự học mà cũng được điểm 8.5 writing. Vậy thì trong video này, hai thầy sẽ chỉ cho một phương pháp gọi là copy work. Với phương pháp này, chắc chắn là điểm writing của em sẽ đi lên rất nhanh, đáng kinh ngạc. Trước tiên mình cần hiểu lý do vì sao writing luôn là cái phần khó nhằn nhất. Thì cái lý do thứ nhất đấy là vì mình viết rất ít. Kỹ năng đọc, kỹ năng nghe thì bây giờ mình đọc sách, đọc truyện, đọc báo, nghe nhạc, xem phim. Có rất nhiều nguồn để tiếp xúc. Nói, lâu lâu mình cũng đi nói chuyện với bạn chém gió của tiếng Anh. Nhưng viết thì gần như là cái ngại nhất rồi. Thực tế ra mà nói thì lần gần đây nhất bọn em viết mà sử dụng trong thực tế là lúc nào, khả năng là game cũng khó có thể trả lời được, ngoại trừ luyện thi IELTS. Tuy nhiên có một yếu tố thứ hai ở đây nữa, đó chính là các em luyện viết chưa đúng cách. Ở đây đề viết có rất nhiều, chủ đề viết có rất nhiều, nhưng mỗi lúc em viết 1 cho đến 2 bài thì trình độ viết của mình nó lại không được tăng lên nếu như không có người sửa. Mình không biết mình sai ở chỗ nào, mình không biết là trình độ chuẩn, từ dùng chuẩn nó phải viết ra làm sao. Copy work chính là câu trả lời. Rất đơn giản, copy work là việc mình chép y hệt một đoạn văn mẫu, không sai một chữ cái, một dấu hay một khoảng cách nào. Trước tiên, hãy tìm một đoạn văn hợp với trình độ của mình. Đừng chọn bài khó quá vì sẽ làm ảnh hưởng đến mạch hiểu của mình. Ví dụ ở đây, thầy vào trang newsineasyenglish.com. Trang có các bản tin bằng tiếng Anh đơn giản. Tiếp theo em hãy chọn một bài đọc. Ví dụ chọn bài ô nhiễm không khí, air pollution. Trước tiên hãy tra tất cả các từ mới. Ví dụ mình thấy có từ harmful là gây hại, agency là một cơ quan, inhale là hít vào, stroke là đột quỵ. Cuối cùng, hãy lấy giấy bút ra và check y nguyên lại bài đọc vừa rồi. Phương pháp này có vô vàn rất nhiều lợi ích. Thậm chí những khía cạnh sau đây mà thầy liệt kê ra, các em có thể còn không hiểu nó là những khía cạnh gì. Tuy nhiên cái hay ở đây là theo bản năng mình sẽ được cải thiện tất cả những cái phần đó. Ta có những nguyên tắc vô cùng quan trọng về ngữ pháp grammar, chủ ngữ vị ngữ như subject verb, dùng dấu câu như là punctuation, từ vựng vocabulary, viết đúng chính tả spelling, hay là verb tenses thi của động từ. Những thứ trừu tượng hơn như là cú pháp syntax hay là style văn phạm. Đến đây thì chắc chắn sẽ có nhiều bạn thắc mắc là cái cách này nghe có vẻ giống như kiểu là chép văn mẫu vậy, giống như để học tốt tiếng Việt. Mà rõ ràng bây giờ người ta đang nói vấn đề nhức nhối là đạo văn này, xong rồi những vấn đề plagiarism, những vấn đề vô cùng nhức nhối trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện tại. Thực ra mình phải hiểu một cái khác nhau rất lớn. Đấy là đạo văn là khi mình chép những bài văn mẫu để mình nộp, lấy điểm trong các bài kiểm tra. Còn copy work là khi mình luyện tập để mình thấm nhuần các cái văn phong và những cái hay, cái chuẩn mực của ngôn ngữ và đưa nó vào thành của mình. Rất khác nhau phải không? Bản chất thì để học tốt tiếng Việt hay sách văn mẫu nó không hề sai. Các em đọc, thậm chí em chép lại nó đều tốt cho giọng văn của mình. Tuy nhiên, đến lúc mình làm bài thì mình phải viết theo một kiểu khác, không thể nào chép y nguyên từng câu từng chữ được. Thực tế là có rất nhiều tác giả nổi tiếng trong lịch sử đã tập theo phương pháp copy work này trong nhiều năm để tôi luyện khả năng viết của mình trước khi viết ra được những tác phẩm của riêng mình. Ví dụ như Benjamin Franklin, một trong những cha đẻ của nước Mỹ, có mặt trên tờ tiền 100 đô. Hay Robert Stevenson, tác giả tiểu thuyết Đảo Dấu Vàng nổi tiếng. Vấn đề tiếp theo ở đây, đó chính là mình copy bài viết ở đâu bây giờ? Thế thì để thực hiện cách copy work này, ngoài trang News in Easy English hay thầy vừa mới giới thiệu cho em ở đầu video, mình còn rất nhiều nguồn khác, ví dụ như là Simple Wikipedia. Đây là bách khoa toàn thư, Wiki được viết bằng tiếng Anh đã đơn giản hóa. Ta hãy thử bắt đầu bằng bài viết về Việt Nam. Túm lại, nếu bây giờ em muốn mình viết hay được thì trước mắt là mình phải dành thời gian đi copy, thấm nhuần được các cái cú pháp, văn phạm, những cái văn phong hay ho của tiếng Anh vào đầu của mình đã. Ở đây, copy work là cách làm chuẩn nhất. Mình không phải là nhớ từng câu từng chữ, mà theo bản năng thì cái phong cách viết, cái văn phạm của mình nó sẽ chuẩn giống như là người viết. Và đây mới là bước đầu tiên copy work theo cách đơn giản nhất. Trong phần 2, thầy sẽ hướng dẫn cách copy cho những bạn ở level cao hơn, khoảng 6 chấm đến 8 chấm. Chúc em may mắn trong quá trình luyện viết và thêm kiến thức cho bản thân mình.